Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn. Mình là Tuấn Hùng. Mình là Như Quỳnh. Hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ sản phẩm, đó chính là viên ngậm tăng cường sinh lực Tensu. Vâng thưa quý vị, suy giảm sinh lực nam giới ở Việt Nam đang ngày càng có xu hướng trẻ hóa, khiến cho phái mạnh gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe như là mệt mỏi này, mất ngủ, rối loạn cương dương, suy giảm sinh lực và gây nên nhiều ảnh hưởng xấu đến cơ thể nói riêng cũng như là đời sống gia đình nói chung. Viên ngậm tăng cường sinh lực Tensu là một sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ bọc bằng nhôm đến từ Mỹ, giúp các dược chất luôn được bảo quản tốt và trong trạng thái hoàn hảo nhất. Đây là sản phẩm tăng cường sinh lực dạng viên ngậm đầu tiên được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy suy giảm sinh lực ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản và thể lực của nam giới, khiến họ cảm thấy tự ti, mặc cảm, mất tự tin trong vấn đề chăn gối, tạo ra những rào cản vô hình trong các mối quan hệ tình cảm, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ tan vỡ trong hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Là một người đàn ông có thể kiếm được rất nhiều tiền, địa vị cao nhưng nếu thiếu đi bản lĩnh thì mọi cuộc yêu đều không thể viên mãn. Và đây chính là vấn đề thực sự rất đáng lo ngại, cần được quan tâm, giải quyết một cách triệt để. Vì vậy, ngày hôm nay chúng tôi đã có một giải pháp giúp lấy lại sự tự tin và duy trì hạnh phúc tình cảm cho các quý ông. Đó là sản phẩm viên ngậm tăng cường sinh lực Tensu. Viên ngậm Tensu chứa 3 chất xúc quý hiếm: bột quy bản, tang phiêu tiêu và khiếm thực nam. Bột quy bản hay còn gọi là bột mai rùa, được chiết xuất dưới dạng bột sấy lạnh. Còn tang phiêu tiêu và khiếm thực nam, đó chính là hai dược phẩm được danh y Tuệ Tĩnh ghi chép lại về công dụng cho việc bổ thận, tráng dương và sinh tinh. Viên ngậm tăng cường sinh lực Tensu được nghiên cứu và cải tiến với mục tiêu mang tới trải nghiệm khác biệt, phù hợp với chế độ sinh hoạt và cơ địa của nam giới Việt Nam. Khi sử dụng viên ngậm Tensu, bạn sẽ ngậm dưới lưỡi để ngấm qua các tĩnh mạch. Do không phải tiêu hóa ở dạ dày, tránh bị axit dạ dày làm giảm hiệu quả, nên viên ngậm sẽ được hấp thụ nhanh hơn tới 30 lần. Đối với các sản phẩm dạng viên uống thông thường, chúng ta sẽ mất thời gian để tiêu hóa và hấp thu. Chưa kể đến đó chính là axit dạ dày có thể làm giảm đi hiệu quả của sản phẩm. Nhưng còn với viên ngậm Tensu thì sao ạ? Các bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi khác biệt chỉ sau 15 phút sử dụng. Và khi mà các bạn nhận về sản phẩm thì chúng ta sẽ có một chiếc hộp như thế này đây. Và bên trên mình thấy thì đó chính là một chiếc tem chống hàng giả, một chiếc tem niêm phong đến từ nhà sản xuất. Chúng ta sẽ thử cùng bóc ra xem bên trong chiếc hộp này có những gì nhé. Đầu tiên có thể thấy đó chính là một chiếc hướng dẫn sử dụng. Các bạn nhớ đó chính là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tiếp theo đó chính là một túi sản phẩm như thế này đây. Chúng ta sẽ thử cùng bóc ra xem bên trong có những gì nhé. Và trong một túi sản phẩm thì chúng ta sẽ có 3 vỉ thuốc như thế này đây. Đây đó chính là 3 vỉ viên nén được bọc màng nhôm giúp cho các dược phẩm bên trong được bảo quản một cách tốt nhất. Và sản phẩm này thì vô cùng dễ sử dụng. Các bạn chỉ cần bóc ra cho xuống phần bên dưới của lưỡi để cho các dược chất có thể ngấm sâu vào các tĩnh mạch bên dưới lưỡi. Y học cổ truyền Việt Nam từ lâu đã rất thành công trong việc điều chế các bài thuốc giúp phục hồi sinh lực cho nam giới. Tuy nhiên với công nghệ sản xuất còn lạc hậu, khoa học kỹ thuật chưa phát triển nên các phương thuốc cổ truyền không đạt được hiệu quả tối ưu. Viên ngậm tăng cường sinh lực Tensu là sự kế thừa công thức độc quyền từ Nhật Bản, sấy lạnh bột quy bản kết hợp với dây chuyền sản xuất viên ngậm bọc màng nhôm từ Mỹ, giúp giữ được các chất ở trạng thái tốt nhất, từ đó mang lại hiệu quả cao hơn các dạng viên uống thông thường trên thị trường. Các sản phẩm y học cổ truyền thường sẽ phải sử dụng trong thời gian dài mới mong có thể đạt được hiệu quả cao. Nhưng với công thức và cơ chế tác động mới thì viên ngậm Tensu sẽ mang lại cho bạn sự khác biệt. Khi sử dụng viên ngậm, các dược chất sẽ ngấm vào các tĩnh mạch ở bên dưới lưỡi, rồi theo máu tới tim và não. Quá trình này sẽ ngay lập tức kích thích tăng sinh testosterone, mang lại hiệu quả nhanh, cùng với đó là tác động tới toàn bộ cơ thể. Cũng chính nhờ có cơ chế tác động thẩm thấu vào các tĩnh mạch, các dược chất được hấp thụ cao hơn gấp 30 lần bình thường. Nhờ đó mà hiệu quả sử dụng sản phẩm được kéo dài lâu hơn, rút ngắn thời gian sử dụng sản phẩm xuống gấp 5 lần. Viên ngậm Tensu là sản phẩm tăng cường sinh lực dẫn đầu xu hướng Đông Tây y kết hợp, giúp cải thiện tăng sinh testosterone nội sinh, tăng cường khả năng tập trung và tinh thần hứng khởi chốn phòng the. Chúng tôi cam kết các bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt của sản phẩm chỉ sau 30 ngày sử dụng. Vậy làm sao để có thể sở hữu được một bộ sản phẩm tuyệt vời như vậy? Do nguồn nguyên liệu và công thức từ Nhật Bản cùng với đó là dây chuyền sản xuất nghiêm ngặt đến từ Mỹ, nên sản phẩm viên ngậm tăng cường sinh lực Tensu luôn trong trạng thái khan hiếm và cháy hàng. Chỉ với mức giá là 1.580.000 đồng, bạn sẽ sở hữu ngay cho mình một hộp viên ngậm tăng cường sinh lực Tensu. Nhưng với chương trình khuyến mãi ngày hôm nay, khi mua một bộ sản phẩm sử dụng trong vòng 1 tháng, bạn sẽ được giảm giá 50%, chỉ còn 790.000 đồng một hộp. Bạn nên sử dụng 3 hộp trong vòng 1 tháng để có thể đạt được hiệu quả tối đa nhất.